gì mà bỏ qua đây nè, lấy con thanh cua nữa hả? Một cái bao nhiêu đó thôi hả? Cái gì nữa con? Để mời lấy cái kéo. Lấy cho con để mời cái kéo. Hộp nè mũi. Hộp này ngon nè mũi. Nhớ không? Nè, mua cho mũi hồng bịch, cậu ba hồng bịch khỏi dành. À chưa, cái gì nữa? Xì nách nữa hả? Rồi gì nữa không mọi? Cái đó gì vậy con? Thôi đó về pha đó. Hết rồi. Hết rồi. Thôi phải không? Thôi. Mua hai bịch trên hai bịch đó hả? Mỗi bịch đó hả? Cái này cũng vậy luôn á phải không? Cái kia cũng vậy luôn á phải không? Còn cái này của ai? Cái này của con. Dạ không luôn hả? Dạ không. Dạ của con. Cái nào cũng của con hết hả? Không cho ai hết hả? Hôm nay không cho ai hết hả? Này cái gì cũng của con hết. Đi. Dạ. Dạ không? Đi bên đây nè. Đi bên đây nè. Đi mép bên này nè, ra ngay xe mình luôn. Rồi sách không? Sách được không? Con để cái bịch lên đây 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 mày để à, để nướng bánh luôn rồi, để bịch bánh lên nướng đi con. Sách nó treo lên con, sách đã con ăn dụng đó phải không? Trời ơi, sách đã ăn dụng. Ăn lẹ lên. Được chưa? Quá wow. Mũi về tới. Anh hai ngóng mũi rồi. Mũi lẹ lên. Xách đồ vô cho anh hai. Trời ơi. Xách cho anh hai. Mua cho anh hai ly nước. Mũi không uống. Đúng rồi. Mua cho anh hai. Mũi mua bánh cho anh hai kìa. Ừ, anh hai nó mũi ngồi xuống đó. Vừa có bánh nè, mũi ăn bánh này nè, cái vỏ hả? Mũi ăn đó, thì mũi ăn rồi đó, cởi ra. Này, cái vỏ không vậy? Mũi ăn rồi mà mũi không biết dục vỏ đâu, mũi dục vô bao. Mũi bỏ vô bao lại. Anh mua mấy cái bịch đậu lẻ vậy? Ừ, mũi mua cho cậu ba đó. Còn anh hai cho cậu ba, anh hai biết cái tên, anh hai biết cái tên, anh hai cho cậu ba đó. Ờ, rồi anh hai ngồi đó đi. Mở gỡ cái nón ra con. Má thanh cua không? Cho má thanh cua đi. Mũi ăn đậu nữa mũi. Mũi ăn đậu, mũi khoái ăn cái hột sấy đó. Mà hột nó cứng, anh hai ăn không được. Hột đó là hột đậu là Hà Lan á. Hột đậu Hà Lan. Giờ tới má ăn thanh cua nha. Yeah, ngon quá, đã quá. Cái hột đậu là ăn ngày chồng. Nó có mọc lên cây nữa không? Trời ơi, con nghĩ sao hột đó người ta làm chín rồi, người ta nấu chín, người ta rang chín rồi, hỏi chồng có mọc lên cây nữa không? Ít ra rồi hả? Gì vậy muội, lại đi mẹ coi với. Tết đi bê ra. Đâu mẹ mượn? Không phải baby tree nữa. Baby tree. Baby tree. Baby tree là cái gì?
Hôm bữa là cái con mà mũi nó gấu tuyết nó mặc áo xanh đó, đó là Baby Tree phải không? Đưa cậu ba đi đứa mẹ bao không chi? Cho cậu ba dọn. Baby Tree dễ thương. Đâu đâu mẹ coi coi đâu. Ủa này cắp Bibara mà. Baby Thơi, bữa chú nói là Baby Thơ. Baby Tree hả? À. Baby Tree. Trời ơi. Làm con bi liệu nói theo mẹ luôn. Mẹ nó bậy nó bậy mà bạn rồi bạn. Biết Baby Tree chứ không phải Baby Thơ. Tree ba. Cái hạt liêu nó. Đâu cho mẹ ăn hộp thôi. Có hạt á, bịch đựng hạt á. Ăn bịch đựng hạt á hả? Cho mẹ luôn rồi ăn rồi. Quả nó bảo cũng ăn nữa kìa. Nè. Má hạt đều nó mềm hơn cái mấy cái hạt rìa, hạt mắc ca, hạt thực phẩm cứng hơn. Ăn con đó. Mẹ hơn ăn hai con. Ăn con đó. Ăn nhai vô nha. Ngoài ra mẹ còn cho Mão cái này nữa nè, cậu ba cho Mão uống cái đi cậu ba, mày cho Mão đỡ ghiền cậu ba. Này gì vậy? Si go đó bào. Nước mà muốn. Có chứ, nước ở dưới á. Đá bào không à, nó tan giờ gì. Đã em ạ. Nó uống rồi. Có ngủ sắc không? Hôm nay cô làm màu gì mà tối tối tâm mù mịt vậy em ơi, không có màu. Không có màu xanh vậy. Mở cho em uống không? Mời em, mời muội kìa, máu mời muội. Muội không có uống, muội uống là muội mua rồi. Kì vậy muội. Nãy muội nói muội không uống bây giờ em bảo mời cái uống dữ à. Rồi em hút hết nước rồi, giờ mẹ gì? Ai biểu mời? Ai biểu mời? Được nhưng mà nó cứng. Cứng nó mà không được đâu. Thôi kệ nó hút cái đi cho đỡ ghiền. Rồi lá nè. Rồi hút cái hết. Rồi hết luôn, hút cái hết nước luôn. Đã. Để hỏi tan cái uống tiếp. Rồi bye bye. Bye muội ơi. Bye muội nha. Dạ. Má ăn không? Em cho má ăn thành cua kìa. Em gì kỳ vậy? Em anh hai chưa kịp ăn. Cho anh hai lại đi. Cho hai cắn cay đỡ ghiền. Yeah. Ngon quá, ngon quá. Sao hả? Bye bye. Thì con lấy cây khác. Dữ. Có mấy bịch? Hai bịch luôn hả? Để lên đó đi, hồi tính tiền. Ba bịch luôn hả? Mua bánh trắng Doraemon hả mùi? Sao? Ăn rất là ngon. Ăn rất là ngon hả? Kìa tiệm gì nữa? Bánh tráng hả? Tráng trộn ở trên. Mùi ăn bánh tráng Doraemon. Như uống trà sữa hả? Uống sữa tươi trân châu đường đen chứ hả? Rồi đi ra đây ngồi, ra xe ngồi, đứng dậy làm gì? Xe nhiều quá. Xe quá trời xe luôn. Là đứng ghế ở lên, ngồi lên ngồi đợi. Rồi mụi về tới nhà rồi. Đi lấy nước cho anh hai với. Sao vậy cái chân sao vậy? Ngồi quá rồi lâu quá tê chân hay sao vậy? Đi rồi nhắc nhắc vậy. Cậu ba lấy luôn rồi. Rồi quá đau chân luôn. Quá đau rồi chân luôn. Tê chân. Để đây nè, đây nè mụi. Để đây nè, để trên này. Để dưới đất vậy. Đây, ui. Anh hai uống cái nào? Hai uống gì? Trà sữa hay là uống trà tắc? Hả? Hả? Cho anh hai uống trà tắc đi. Anh hai uống trà tắc. Mùi uống sữa tươi tân châu. Vậy nè, vậy nè, móc hai. Mùi cũng làm được, mùi cũng làm được để mùi thể hiện. Rồi, chà mùi thể hiện cái ống hút mùi bự dữ nha. Ồ, cũng thể hiện được rồi. Mau uống đi. Mau uống trà tắc, mau uống trà tắc cho đã khác. Còn mới uống sữa tươi đường đen.
Ngon quá ta, khuấy khuấy lên. Rồi mày coi chữ gì vậy? Thèm thì uống, mập dễ thương. Trời ơi. Gầy đẹp mập dễ thương. Gầy đẹp mập dễ thương. Ngon không mùi? Còn khuấy lên cái nó đậm hơn. À, khuấy lên thì nó ngọt hơn. Còn không khuấy thì nó lạc. Bye bye hả Mão? Mão bye bye. Mão chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Mùi cũng bye bye luôn rồi. Còn bánh tráng Doraemon đâu? Nhất nát. Nhất cái nát, nhất cái nát. Ăn Doraemon nhất nát hay là uống trà Tân Châu? Cả hai nhất kết hợp lại mới bị nhất cái nắp. Trời ơi, mùi rứt ra, mùi rứt ra đó. Kệ. Để cho mùi ăn hết luôn. Cởi khóa ra con cho mét. Đã nha.